Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 39, phẩm thập địa thứ 26, thứ 9, Thiện Huệ Địa. Khi nói Bồ Tát Bát Địa này, Như Lai hiện sức đại thần thông, chấn động mười phương các cõi nước, vô lượng ước số khó nghĩ bàn. Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp môn địa thứ 8, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật cùng nhau hiện sức đại thần thông, khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương đồng thể phát sinh sáu thứ chấn động. Vô lượng ước số cõi nước và mười phương chư Phật đối với hiện tượng đại địa hốt nhiên chấn động đều phát sinh cảm giác không thể nghĩ bàn. Tất cả trí kiến của chư Phật thân đều khắp phóng đại quang minh, chiếu sáng vô lượng cõi nước đó đều khiến chúng sinh được an lạc. Tất cả trí kiến của chư Phật, vô thượng trí kiến không thể nghĩ bàn, chỉ có Phật đấng vô thượng mới biết rõ nhau được. Thần của chư Phật đều khắp phóng